Thời tiết ngày càng nóng nực, bạn cần ngay một thiết bị làm mát, nhưng nhà đi thuê lại không thể mua điều hòa. Quá ngại việc lắp đặt phức tạp với chi phí tốn kém. Vậy những gì bạn cần đích thị là một chiếc điều hòa di động Fuse với công nghệ làm mát mới nhất từ Nhật Bản. Ở lần đầu ra mắt, Fuse mang tới hai máy điều hòa MPAC-10 và MPAC-12 với khả năng làm mát lên tới 10.000 BTU và 12.000 BTU. Cấu tạo thông minh hai bộ phận cục nóng và cục lạnh gắn trên cùng một thiết bị, bánh xe 360 độ dễ dàng di chuyển, giá thành bình dân và tiết kiệm chi phí hơn so với điều hòa, đặc biệt phù hợp với khu căn hộ có diện tích vừa và nhỏ như nhà trọ, cửa hàng tạp hóa, quán cà phê, đáp ứng cho nhu cầu sử dụng trong thời gian không quá dài hoặc không xác định như người đi thuê trọ, thuê cửa hàng kinh doanh, sử dụng tại các khu vực khó khăn trong việc lắp đặt điều hòa thông thường. Với các tính năng tích hợp điều hòa di động, Fuse hoàn toàn có thể thay thế cho 4 thiết bị: máy lạnh, quạt làm mát, máy lọc không khí và máy hút ẩm. Kích thước nhỏ gọn với 4 bánh xe, thuận tiện di chuyển. Bảng điều khiển điện tử với màn hình LED sẽ thao tác và vận hành. Được trang bị điều khiển từ xa tiện lợi. Điều khiển thông minh qua app và Wi-Fi. Những thao tác như bật tắt thiết bị, chuyển đổi chức năng, hẹn giờ mở máy trở nên hết sức đơn giản. Bộ kit lắp đặt tự thao tác dễ dàng và sử dụng ngay lập tức. Chỉ với chi phí 0 đồng, thay vì phải bỏ ra hàng triệu để mua vật tư và thuê nhân công lắp đặt như điều hòa thông thường. Dễ dàng di chuyển, tiết kiệm chi phí lắp đặt, tích hợp tích năng 4-in-1, điều khiển từ xa thông minh. Giải nhiệt mùa hè cùng máy điều hòa Fuse.